Ngon vậy. Dài dài tí à. Mình sẽ làm cái sốt cơm mẻ. Cơm mẻ này nó chua nên mình cho đường hơi nhiều ha. 2 muỗng đường. Lộn, không phải 2 muỗng, 1 muỗng rưỡi được à. 2 muỗng nhiều. 1 rưỡi đường. 1 muỗng bột ngọt. Mình cho vô đây khoảng 1 muỗng nước mắm luôn đi. Này là tỏi phi, mình cho vô ít tỏi phi. Cơ bản là nhiêu đây thôi nè. Mình quậy vậy nè, nước sốt nó ra đều. Mình rưới vô chuột. Giống cháo quá ta. Ừ. Rồi mình sẽ cho vô đây một ít rau găm. Mình cắt ra khúc khúc nè. Đó. Cho nó thơm. Còn một số thì chút mình để dành khi nó chín rồi mình ăn sống. Hiểu chưa? Món này là món độc lạ luôn nha. Đang đọc nè. Thèm dữ lắm hả? Đó gọi gớt đó kìa. Ô, hành quả nó ra sao? Chấm với muối ớt ăn, quất ăn. Ngon gì vậy? Chua ê gan luôn, ổng ngon. Thèm dữ lắm mà ai. Chua vậy mà ăn nó là ngọt. Ngọt hay chua? Ngọt. Trời ơi, mấy mà ngọt. Cái nữa, chấm muối mặn mặn cho nó. Mặn. Chấm nghêm ớt cho nó cay không? Thấm chua quá. Cả nhà nghe. Ngày nào cũng làm không biết có đăng. Quá ngon. Sắp miễn đẹp là ok. Ồ, sắp sao hồi nó vô bụng là ok không? Bụng no. Đó. Hay là ớt. Đó. Wow. Hấp dẫn không? Hấp dẫn quá. Chín rồi đã. Thơm không? Thịt nó nhằn thơm. Nếm thử miếng nước nè. Trời, nãy nếm rồi. Nhất cái nát luôn. Rồi, bây giờ mình chuẩn bị nhắc sốt. Ui, nóng. Trời ơi, nước khô luôn ngàn ơi. Hẹn chi cái nồi khô nước. Thánh thần ơi, khô nước cái nồi. Mà nó thơm. Thơm. Ồ, oh, nó nóng, lấy ra rồi. Để đây thì mình gấp một chuột ra ngoài ha. Gấp chuột. À, chuột nóng. Chắc nó mềm mà nó dai lắm á. Mềm mà dai nó sao con? Ê, gấp bỏ trái ớt con. Để đó cho nó đẹp. Chân chí. Chân chí. Đó. Nghe mùi gì không cho anh? Ừ, thơm. Thơm rau găm ghê ha. Thơm rau găm. Ừ, rau găm. Chẳng thơm luôn. Tinh túy đó con. Này hấp nó chín hết trơn à. Trời ơi đã. Ê, nặng chanh vô chưa? Nặng chanh con. Nặng chanh vô. Cao lên, dễ cao lên. Rồi. Rồi, chấm đi. Không chuột. Con chuột dai dai, ngọt ngọt, mặn mặn. Thơm mùi gì? Thơm mùi cơm mẻ.
Nãy con chê hôi mà. Ngon hơn chuột nướng qua không? Không bằng chuột nướng hay bằng chuột nướng, nói nghe thử coi. Hơi bằng. Hơi bằng chứ chưa bằng hả? Chuột nướng qua là nhất phải không? Là nhất luôn. Chuột nè, cái nhà mình à, nó béo nó mập rồi mỡ ra. Như là cái món gà xé phai cả nhà. Nếu mà một số người thấy trắng ăn không được, chứ thật chất chuột mình hấp như thế này ăn rất là ngọt. Thường mình luộc cơm mẻ ăn thì hôm nay mình hấp cơm mẻ nha. Thằng ăn cũng lần đầu ăn món này á, hôm nay ăn với mình thì mình toàn làm mấy món độc lạ cho nó ăn không à. Em mới vô canh. Nước này chua chua, mặn mặn, ngọt ngọt. Ngon lắm cậu ha. Ngon hả? Dạ. Tới bằng me nữa hay vậy? Này thèm me đâu. Ôi, những món ăn à, con tưởng tới những bà bầu mà xem video này mà thèm chua rồi hao cậu ha. Chắc thèm chết luôn á. Bà đặt bà bầu mày nít mày biết bà bầu nữa. Rồi xin mời cả nhà dùng chuột hấp cơm mẻ nha. Bây giờ mình xé ra miếng cả nhà. Xé nó kéo nguyên về vậy nè, ăn mới đã nè. Chấm nước mắm siêu cay của mình. Chấm vàng mới đã nè. Chấm nhiều rồi không cay. Ớt này không cay không? Ngon. Cái mùi chuột thì nó ngọt. Mùi cơm mẻ thì nó thơm thơm chua chua, cái thơm mùi rau găm dữ lắm luôn á. Mình thử miếng nước này kìa. Nước này là nước tinh tí nè. Vừa ăn luôn à. Cái nước này ăn là tuyệt vời luôn á. Miếng nữa. Còn ngoài này. Có cái phổi kìa. Cái đó cái gan mới đã. Nè thấy chưa? Đó, nó đã chưa? Ngon quá, ăn cái bọng này. Này một số người chắc thấy cái này sợ lắm cả nhà, không dám ăn. Một số người ăn được thì rất là khoái món này nha. Chuột này có khi người ta đem hấp cơm này còn ăn được. Bỏ ăn được cơm á. Nấu cơm củi á. Chắc ra lúa mình tầm 10 ngày nữa cắt đó quá. Chắc vậy. 10 ngày nữa cậu cháu mình đi bắt chuột luôn ha. Bắt chuột rồi làm thêm một món nữa. Đem kìa nước dừa lên. Dừa nhà mình nhóc. Ăn của con hồi đó là một miếng một là nó chạy nhiều lắm. Dạ hả? Nó ít hơn mấy đồng khác. Mấy đồng mà nó cắt sau á, nó dồn lại chỗ. Nhưng nếu mà cắt trước ít chuột cái nhà, cắt sau nhiều lắm. Có người bắt là cả 3-4 kg, 5-6 kg luôn á. Người bắt giỏi á. Người ta có chó, người ta dắt theo đầu hang. Chấm hết luôn hả? Chấm hết luôn. Một đống hương luôn. Ăn quên ăn me luôn nè. Ăn nín thở luôn trời. Quá. Món chuột này là món hảo quần ăn thì. Lâu rồi mới ăn lại á. Ta thèm không giờ. Thèm không giờ luôn hả? Dạ. Thèm sao không mua ăn? Không có tiền. Không tiền hả? Mà bệnh dịch ai đâu cho đi ra được. Hên cậu Út đem về ha. Về chổng gắt lúa đi. Mua đem về cho 2 kg. Đã xong từ thôi. Ăn ăn thấy thèm.